Dưới đây này, ở dưới đây có chỗ hở là mình bỏ tay vào đây. Thế nhiều người không biết cứ bấm bấm đến này, nó là cầu tao là dưới. Nâng cấp âm thanh thì nó vô vàn, rồi nâng cấp theo kiểu là mình thích âm lý đèn đấy, âm tiếng âm lý đèn nó sẽ mềm hơn, mềm mại hơn. Con này thì đang đi sửa vế lại là được mà. Bởi vì thực ra khi nó đã sinh ra hai kênh AB ấy, thì là thở kháng nó khác nhau, hai kênh nó sẽ khác nhau. Đây là mình đang phối theo kiểu đó thôi, nửa bên này nửa bên kia.